Mời xin kính chào tất cả anh chị em và xin hân hoan chào đón anh chị em đến với chương trình lắng nghe lời Chúa và chia sẻ tin mừng cho uh, trung tâm truyền thông và mục vụ dòng Các Minh tại Middletown, New York. Trước hết xin mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe bài tin mừng trong Chúa Nhật uh, tuần 4 mùa vọng, tức là Chúa Nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Trong Chúa Nhật này chúng ta sẽ nghe tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 26 tới câu 38. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai thứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David Trinh nữ ấy tên là Maria sứ thần vào nhà trinh nữ và nói mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng thiên chúa ở cùng bà nghe lời ấy bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì sứ thần liền nói thưa bà Maria xin đừng sợ vì bà đẹp lòng thiên chúa này đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ chỉ vì nhà gia cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng sứ thần đáp thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con thiên chúa kìa bà elizabeth người họ hàng với bà tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được sáu tháng vì đối với Thiên Chúa không gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần, Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Vâng, thưa anh chị em, trong Chúa Nhật tuần thứ 4 mùa vọng này, chúng ta được nghe À, với trình thuật uh, truyền tin uh, của Đức Maria The Annunciation of Mary chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay trong cái trình thuật ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng Thánh Luca đã tường thuật cho chúng ta cái câu chuyện về thiên thần Gabriel đã hiện ra và báo tin cho Đức Mẹ rằng là Mẹ sẽ được cứu mang uh, con Đức Chúa trời và khi nghe lời thiên thần truyền thì đức mẹ cũng rất bối rối và hỏi rằng điều đó sẽ thực hiện như thế nào và khi nghe được thiên thần giải thích thì đức mẹ đã mau mắn nhận lời bằng đáp tiếng xin vâng này tôi là tôi tá đức chúa tôi tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền vâng thưa anh chị em cái tiếng tin vâng đó đã mang Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, đã mang lại cho chúng ta nguồn ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham và cho dòng dõi đến muôn đời. Bài tin mừng ngày hôm nay có rất nhiều điều để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, nhưng cái điều mà đánh động tôi nhất trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là cái cụm từ triều đại người sẽ vô cùng vô tận không biết anh chị em làm sao nhưng với bản thân tôi khi nghe cái điều đó thì tôi cảm thấy rất là yên ổn. đây thực sự là một cái tin mừng cho không chỉ cho tôi cũng như mà cho có lẽ cho tất cả các bạn cho tất cả chúng ta như chúng ta thường thấy tất cả các triều đại phong kiến dù cho nó có mạnh đến bao nhiêu dù cho nó cường thịnh đến bao nhiêu nhưng mà nó cũng chỉ tồn tại được trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm, bốn trăm năm hay là năm trăm năm là cùng. Thế nhưng mà nghe bài tin mừng ngày hôm nay thì tôi thấy rằng triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Nó cảm thấy đây là một điều an ủi rất nhiều cho chúng ta. Cái câu này nó đặt cho chúng ta cái câu hỏi trước hết đó là triều đại đó là triều đại gì? và tôi có thực sự đang dấn thân để mà xây dựng cái triều đại đó không hay là xây dựng nước trời hay không trong kinh lại cha lời kinh có thể nói là quan trọng nhất đối với những người kitô hữu chúng ta thường cầu nguyện lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh cha cả sáng nước cha chỉ đến hay là triều đại của cha chỉ đến và ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời vâng thưa anh chị em nước cha và ý cha triều đại của cha và thánh ý của cha nó đi liền với nhau đi liên kết với nhau để có thể xây dựng được nước chúa để có thể xây dựng nước triều đại của chúa hay nói đúng hơn đó là để có thể được tham dự vào trong nước của chúa trong triều đại của chúa trong kingdom of god thì chúng ta phải biết thực thi thánh ý chúa trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thường thấy nhiều khi thay vì thực hiện thánh ý của Chúa trong đời sống, thì chúng ta lại thực thi thánh ý hay là thực thi ý định của chúng ta. Chúng ta thường không những không thực thi thánh ý của Chúa, mà chúng ta lại muốn Chúa thực hiện những ý định của chúng ta. Cái câu nói này ngày hôm nay, tự cho chúng ta tự vấn rằng chúng ta có thực sự đang tham gia vào trong triều đại của Chúa hay là đang xây dựng nước Chúa hay là chúng ta đang xây dựng chính cho bản thân chúng ta xây dựng cho chính cái tôi ích kỷ của mỗi người chúng ta có nhiều người từng đặt cho chúng tôi câu hỏi rằng thưa cha làm sao để tôi có thể thực nhận ra thánh ý của Chúa trong đời sống thứ hai đó là làm sao để có thể thực thi thánh ý của Chúa. Và cuối cùng đó là thực thi thánh ý của Chúa trong đời sống mang lại cho chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ nhất đó là làm sao để nhận ra được thánh ý của Chúa trong đời sống? Như trong bài Tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy rằng thiên thần đã hiện ra và báo với Đức Mẹ rằng mẹ sẽ được thụ thai hay là truyền lại cho thánh ý của thánh chỉ của Chúa cho Đức Mẹ. Anh chị em Điều đó thì quá dễ rồi. Nhiều người trong chúng ta hôm nay nói rằng nếu như có một thiên thần hiện ra nói với tôi như vậy thì tôi chắc chắn cũng làm như vậy. Chưa chắc đâu thưa anh chị em. Ngày hôm nay tuy không có thiên thần hiện ra hay là ít người trong chúng ta thấy được thiên thần hiện ra. Nhưng mà chúng ta có gì thưa anh chị em? Chúng ta có kinh thánh, chúng ta có sách thánh, chúng ta có cưu ước, tân ước 72 cuốn, 27 cuốn tin mừng, 46 cuốn Uh, cuốn, uh, 27 cuốn Tân ước, 46 cuốn Cựu ước. Chúng ta có cả một bộ kinh thánh đồ sộ và trong đó là toàn những câu chuyện, những lời nói và những thánh chỉ của Chúa để chúng ta có thể biết được thánh ý của Chúa trong cuộc đời thì đòi hỏi chúng ta phải suy gẫm lời Chúa thưa anh chị. Chúng ta phải đọc lời Chúa, lời Ngài là sức sống đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Thưa anh chị em, chúng ta chỉ có thể nhận ra thánh ý Chúa khi chúng ta suy gẫm lời Chúa mà thôi. Nếu như chúng ta không suy gẫm lời Chúa, thì làm sao chúng ta có thể thực nhận ra thánh ý của Chúa? Điểm thứ hai, làm khi tôi đã nhận ra được thánh ý của Chúa, thì làm sao tôi thực hiện thực thi thánh ý của Chúa trong đời sống của tôi? Để có thể thực y thánh ý của Chúa trong đời sống của chúng ta, thì thiết nghĩ chúng ta phải giống như đức mẹ ngày hôm nay thưa tiếng xin vâng này tôi là tôi tớ đức chúa trời tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền này con là an tôn con xin nghe lời chúa ngày hôm nay và thi hành thánh ý của chúa trong cuộc đời của con rồi thiết nghĩ chúng ta không chỉ lặp lại cái câu đó một lần hai lần mà lặp lại từng giây từng phút trong đời sống của chúng ta cái câu hỏi cuối cùng mà nhiều người từng đặt ra đó là Vậy thì thực thi thánh ý của nhận ra thánh ý của Chúa đã khó rồi thực thi thánh ý của Chúa đã khó rồi và khi thực thi thánh ý của Chúa thì tôi được điều gì thưa anh chị em chưa anh chị em tôi được rất nhiều rất nhiều khi chúng ta thực thi thánh ý Chúa mà điều rõ ràng khi chúng ta thực thi thánh ý của Chúa đó là làm cho chúng ta giảm bớt đi những lo lắng trong đời sống Tại sao lại như thế chứ anh chị em? Trong bài tin mừng ngày hôm nay thiên thần Gabriel nói rất đó. Maria xin đừng sợ. Xin đừng sợ. Chứ chúng ta thực khi tái nghĩ của Chúa thì làm cho chúng ta giảm bớt đi những lo lắng trong đời sống. Những lo lắng trong đời sống của chúng ta nó thường chia ra làm hai loại. Thứ nhất, đó là chúng ta lo lắng về những cái thực tại đang diễn ra xung quanh chúng ta. Cái thứ hai đó là Lo lắng về những mầu nhiệm mà trí óc con người của chúng ta thường uh, trí óc của chúng ta không có thể hiểu được về cái điểm thứ nhất đó là lo lắng về những cái mầu nhiệm chúng ta không thể nào dùng cái trí óc con người của chúng ta để mà hiểu cho xấu suy cho cùng tất cả những cái mầu nhiệm của thiên chúa vì vậy cho nên chúng ta trước đứng trước các mầu nhiệm của chúa mầu nhiệm ơn cứu độ nhiều lúc chúng ta không hiểu thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất là phó thác và sống trong niềm tin. Khi chúng ta sống trong niềm tin chúng ta phó thác vào Chúa thì sẽ giúp cho chúng ta từ từ hiểu ra được cái mầu nhiệm đó. Và thứ hai đó là làm những lo lắng về thực tại làm sao để chúng ta có thể giảm bớt được những cái lo lắng trong thực tại làm sao mà chúng ta không thể lo lắng những thực tại đang xảy ra được cho anh chị em khi chúng ta nghe trên báo chí trên truyền thông những cái kênh à, những cái số người bị nhiễm virus corona ngày càng gia tăng nhiều hơn và chúng ta nghe thấy nhiều người đã qua đời vì con cúm nguy hiểm này làm sao chúng ta không lo lắng được chúng ta không chỉ lo lắng về con cúm mà chúng ta còn lo lắng về tương lai bất ổn về những gì sẽ xảy ra Sau cái cơn đại dịch này Rất nhiều điều làm cho chúng ta lo lắng Và khi mà chia sẻ đến đây Thì làm tôi nhớ đến Đức Thánh Giáo Hoàng Doan Paulo 23 à, Đức Thánh Giáo Hoàng Doan 23 Khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng Khi tuổi đã khá cao Thế nhưng mà Một điều bất ngờ đó là Khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng Ngài đã quyết định kêu gọi triệu tập công đồng Vatican II và thưa anh chị em khi ngài mới bắt đầu cái công cuộc uh, triệu tập công đồng Vatican II thì ngài phải đối diện rất là nhiều những cái lo lắng rất nhiều những cái thử thách rất nhiều những cái chống đối và có nhiều đêm ngài chia sẻ rằng ngài không có thể nào có thể ăn giấc có thể ngủ được nhưng cuối cùng ngài đã khám phá ra rằng Lạy Chúa, nếu như đây thực sự là công việc của Chúa, nếu đây thực sự là giáo hội của Chúa, nếu đây thực sự là điều là công việc của Chúa Thánh Thần thì con xin chào lại cho Chúa. Vâng thưa anh chị em. Và bắt đầu từ đó, mỗi đêm trước khi ngài đi ngủ thì ngài cầu xin với Chúa rằng: Lạy Chúa, đây là giáo hội của Ngài. Xin Ngài hãy làm những gì Ngài muốn. This is your choice. Do take care of it. Take care of it, anh chị em. Và nếu như chúng ta bắt trước Đức Mẹ Maria ngày hôm nay, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, mỗi khi chúng ta gặp những cái lo lắng trong cuộc đời, mỗi khi chúng ta gặp những cái nan đề trong đời sống, chúng ta hãy biết phó thác những điều đó cho Chúa. Lạy Chúa, đây là những cái nan đề trong cuộc sống con xin dâng lên Chúa. Xin Chúa Hãy làm cho con như là những gì Ngài đã làm cho Đức Mẹ Maria, như là những gì Ngài đã làm cho Thánh Gioan Paulo 23 hay lưới làm cho tất cả các thánh Thưa anh chị em khi chúng ta thực sự tin tưởng vào phó thác và hiến dâng cuộc đời của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, lời nói của chúng ta, việc làm của chúng ta, khó khăn của chúng ta, tội lỗi của chúng ta thì dù cho những cái khó khăn, những cái tội lỗi đó có lớn bao nhiêu thì Thiên Chúa cũng sẽ giúp cho mỗi người chúng ta và sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt đi tất cả những lo lắng trong đời sống. Vì vậy cho nên cho anh chị em qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin tưởng và tin thác vào Chúa, hãy biết lắng nghe tiếng Chúa trong đời sống của chúng ta như Đức Mẹ Maria và xin Chúa giúp cho anh chị em mau mắn thực thi thánh ý của Chúa và xin Chúa ban cho anh chị em được ơn bình an giữa những cơn sóng gió của cuộc đời ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh chị em và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, xin Chúa ban cho anh chị em một cuối tuần thật nhiều niềm vui và một tuần mới được nhiều hạnh phúc khi chúng ta chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Giáng sinh và đón nhận Chúa đáng sinh vào trong tâm hồn trong tâm trí của mỗi người chúng ta amen